Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong những năm gần đây với chiến dịch đốt lò thì có rất nhiều quan chức ngã ngựa. Trong đó có nhiều quan chức đã tìm đến cái chết trước khi pháp luật tìm đến mình. Vậy họ là những ai? Chúng ta cùng tìm hiểu. 1. Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục C50. Chiều ngày 4 tháng 5 năm 2018, trang tin của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an phát đi thông tin liên quan đến cái chết của Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng C50. Đại tá Võ Tuấn Dũng sinh năm 1963 và hiện là Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50. Đại tá Võ Tuấn Dũng quê ở Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng cục Cảnh sát cho biết Đại tá Võ Tuấn Dũng đã đột tử lúc 7 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5 năm 2018, tại phòng làm việc ở trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, trước đó, Đại tá Võ Tuấn Dũng đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sự liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng Internet do Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra. Một nguồn tin từ cơ quan đang tham gia điều tra, làm rõ vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng có liên quan đến nhiều cán bộ công an cho biết, cơ quan công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần mời Đại tá Võ Tuấn Dũng lên làm việc. Cụ thể, riêng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã 3 lần làm việc với Đại tá Võ Tuấn Dũng. Đáng chú ý, buổi làm việc gần đây nhất mới chỉ diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 5 năm 2018. Trong buổi làm việc, tinh thần Đại tá Dũng vẫn bình thường, vui vẻ, không có dấu hiệu bất thường. Ông Võ Tuấn Dũng là thuộc cấp dưới quyền của ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cựu cục trưởng cục C50. Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50, bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội tổ chức đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố khoảng 80 bị can, tiến hành bắt giữ 38 người về các hành vi tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài sản, tang vật liên quan đến các hành vi nêu trên lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Cũng liên quan đến đường dây đánh bạc này, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt giam ông Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. 2. Nguyễn Hữu Thắng, cục trưởng Cục Đường sắt. Một nguồn tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết cuối giờ làm việc hôm nay 22 tháng 1, cán bộ công nhân viên Cục Đường sắt Việt Nam phát hiện ông Nguyễn Hữu Thắng, cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã chết trong phòng làm việc. Ông Thắng được phát hiện chết trong phòng làm việc vào cuối giờ làm việc chiều ngày 22 tháng 1 năm 2015. Trước đó, ông Nguyễn Hữu Thắng, cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, từng bị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng quyết định tạm đình chỉ chức vụ ngày 25 tháng 4 năm 2014. Lý do là ông Thắng có phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm liên quan đến dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giao thông vận tải. Ngày 24 tháng 4 năm 2014, trả lời trên báo chí về dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông đội vốn 340 triệu đô la Mỹ, ông Nguyễn Hữu Thắng nói: "Mình đã làm hết mức rồi, nhìn các dự án như tuyến số 3, nhổn ga Hà Nội hai lần khởi công đến giờ phút này đã làm được gì đâu. Chúng tôi làm được nhiều cũng không ai khen ngợi hết, điều chỉnh một tí đã dùng beng cả lên." Xét bản tự kiểm điểm cá nhân và ý thức, thái độ về việc khắc phục, sửa chữa sai sót của ông Nguyễn Hữu Thắng, Bộ trưởng Đinh La Thăng sau đó đã quyết định dừng áp dụng hình thức tạm đình chỉ chức Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đối với ông Nguyễn Hữu Thắng kể từ 9 tháng 5 năm 2014. Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu ông Nguyễn Hữu Thắng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tiếp tục xảy ra các vi phạm tương tự. Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu ông Thắng tiếp tục kiểm điểm và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc tăng tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự án đường sắt trên cao tuyến số Cát Linh Hà Đông. 3. Phan Văn A, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Kỳ Anh. Ngày 14 tháng 3 năm 2023, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh xác nhận ông Phan Văn A, sinh năm 1968, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc ở cơ quan. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ. Trước đó, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, cán bộ Chi cục Thuế sang phòng làm việc của đơn vị tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh để gọi ông A đi ăn sáng thì phát hiện ông đã tử vong trong tư thế treo cổ, cửa phòng khóa trái. Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an kết luận ông A tử vong do treo cổ tự tử. Thông tin ban đầu cho hay mấy ngày qua, ông A ở lại phòng làm việc của cơ quan chứ không về nhà. Khám xét nhanh phòng của ông A, lực lượng chức năng phát hiện một bức thư của ông gửi cho vợ con dặn dò một số công chuyện,
4. Võ Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên. Chiều ngày 1 tháng 8 năm 2022, cơ quan chức năng có mặt tại nhà riêng của ông Võ Văn Trung ở phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên để điều tra, làm rõ cái chết của người đàn ông này. Người dân xung quanh cho rằng ông Trung tử vong trong tư thế treo cổ trong vườn nhà nên trình báo công an. Chiều cùng ngày, lãnh đạo thành phố Long Xuyên cũng đã xác nhận ông Võ Văn Trung đã tử vong tại nhà riêng. Ông Trung đang bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra một vụ án có liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực đất đai đang được công an tỉnh An Giang thụ lý. Ông Trung từng là phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên. Tháng 10 năm 2019, ông Trung được ban thường vụ thành ủy Long Xuyên điều động giữ chức phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên và đến năm 2020 được bổ nhiệm giữ chức giám đốc của đơn vị này cho đến ngày bị đình chỉ công tác. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.